Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua có một số các tổ chức ở nước ngoài nha, là những cái người mà không có công ăn việc làm, hoặc là có những người có những cái tư tưởng bất mãn với cái xã hội phát triển của Việt Nam chúng ta từ rất xa xưa, họ dùng những cái lời lẽ công kích vào cơ quan đảng và nhà nước chúng ta trong thời kỳ đổi mới. Đây là những hành động khủng bố ha, và trong cái clip này em khuyên mọi người đừng nên giao lưu và cũng nên đừng bắt chước theo những hành động như thế. Và thứ nhất, thứ hai nữa là em cảnh tỉnh một người YouTuber nha, một YouTuber. Cái chị này là một trong những người mà lên giao lưu với một số thành phần phản động. Thực tế chị ta ghi ở trên kênh YouTube của chị ta là một người yêu nước ha, là một người tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên ở cửa sau chị này lại quan hệ với một trong những nghị viên ở bên nước ngoài tên Nam Quang. Thì các bạn biết là những cái đứa này là những cái người mà liên quân chống phá, người ta kêu bằng thế lực khủng bố Việt Tân anh chị các bạn. Nhưng mà chị này chị không thấy. Và trong thời gian qua khi cái sự thật trần trụi nó được phơi bày thì chị này có những lời lẽ rất khiếm nhã với kênh Full Game Mobile các anh chị và các bạn nè. Chị giao lưu với những thành phần phản động như vậy mà chị tỏ ra cái tử tế thì em thấy là không đúng là sự thật. Do đó ngày hôm nay em phải phản biện chị này, và cũng là một bài học cảnh tỉnh mọi người về sự việc mà dùng những cái lời tự do ngôn luận của mình để lên trên xúc phạm cơ quan đảng và nhà nước à. Thì ngày hôm nay thì có một cái trường hợp một cái người ở Long An đã tham gia vào cái tổ chức phản động này, mặc dù được cơ quan chức năng nhắc nhở rất là nhiều lần nhưng anh này ảnh không có chịu thay đổi, và cuối cùng ảnh phải vướng vào dòng lao lý à. Do đó là em nghĩ rằng trong tương lai những cái người mà em đã cảnh tỉnh mà họ không có chịu thay đổi thì trước sau gì họ cũng có cái kết quả như vậy thôi. Ok à, để em chuẩn bị màn hình rồi em post vào cho mọi người xem các anh chị và các bạn nha. Em nói chuyện thì sách bách có chứng thôi các anh chị và các bạn. Ok à, em xin mời chuyển màn hình. Đây, đây là cái video, cái tin tức từ báo Pháp Luật ngày hôm qua ha, ngày hôm qua vào chiều ngày hôm qua. Hôm nay thì em cũng dẫn dẫn chứng cho mọi người xem. Long An, một người bị bắt vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, rồi thấy không đó. Thông qua Facebook, Nguyễn Văn Trung tham gia tổ chức phản động ở nước ngoài nhằm chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 31 tháng 7, Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan đang điều tra, Công an tỉnh đã phối hợp vụ án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự. Đó, mà thấy không? Đây chúng ta xem tí. Ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, để điều tra làm rõ về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo điều tra, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Trung biết đến tổ chức khủng bố ở nước ngoài do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau đó, Trung đã đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, với mong muốn sẽ được hưởng các quyền lợi mà tổ chức này mang lại. Các bạn thấy không? Hành động tai hại không? Dám tham gia tổ chức khủng bố nước ngoài trong khi mình là người dân Việt Nam, mình phải lên tiếng bảo vệ cái đất nước xinh đẹp Việt Nam của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại đi nói giáo cho giặc nha. Chúng ta biết cái tổ chức này là cái tổ chức khủng bố mà chúng ta lao đầu vào thì chúng ta phải chịu thôi. Sau một thời gian tìm hiểu cương lĩnh, điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức khủng bố trên, bị can Trung đã đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, với mong muốn sẽ được hưởng các quyền lợi mà tổ chức mang lại. Thấy không? Bởi vì ta nói lớn tuổi rồi mà còn suy nghĩ như vậy thì tôi thua. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời
Trung làm việc răn đe giáo dục tạo cơ hội để Trung rời bỏ tổ chức khủng bố, nhưng Trung vẫn ngoan cố cho rằng hành vi của mình là đúng nên tiếp tục tham gia tổ chức này. Ngoài ra, Nguyễn Văn Trung còn vận động thu thập thông tin, đăng ký cho hàng trăm người tham gia trưng cầu dân ý bầu Đàm Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đó, còn đây là một cái số ha, phạt 10 bị cáo hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các bạn thấy hiện tại Việt Nam chúng ta có được một cái tiếng nói trên thương trường quốc tế rất là mạnh các anh chị các bạn. Các bạn thấy trong thời gian qua tổng thống Mỹ còn đi qua Việt Nam ha, tổng bí thư Trung Hoa cũng đi qua Việt Nam để thăm, thì các bạn biết là cái Việt Nam chúng ta là có một cái bước tiến thành công như thế nào. Tại sao chúng ta không cùng nhau chúng ta xây dựng quê hương đất nước chúng ta vững bền, văn minh, lành mạnh ha, để cho người dân bất khổ mà chúng ta lại để cấu kết với tổ chức này. Thì câu chuyện này thì anh Trung phải có một thời gian rất lâu ha, để mà anh cảnh tỉnh thôi. Anh chị thấy không? Đó. Cái điều 107 bộ luật hình sự này là cũng nặng lắm nha các chị, nặng hơn tội 331 đó anh chị các bạn. Ok. Chuyển qua một cái khía cạnh khác về sự việc liên quan đến sự tính minh tệ, một số người được xem là người Mỹ gốc Việt đã lên tiếng nhằm ủng hộ cho cái tổ chức Việt Tân này, ở trong đó có nghị viên tên là Nam Quang nha. Chuyển qua cho các bạn xem luôn nha. Đây là nghị viên Nam Quang, cái người mà đã tham gia vào mở một tổ chức nhằm chống phá vào cơ quan chức năng, bảo rằng là sư Minh Tuệ không có được tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo gì đó. Đây các bạn thấy mặt thầy Quang không? Cái nghị quyết lên án về công việc sản Việt Nam là chúng tôi đòi hỏi tự do tôn giáo đó, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do báo chí đó, và tự do tôn giáo và tự do nhân quyền. Thì tất cả những cái gì mà họ đã làm trong cái thời gian vừa qua, trong cái sự kiện sự thánh minh tuệ, nó đều đi ngược lại tất cả những cái chuyện mà họ ký vô trong cái tuyên ngôn về nhân quyền mà của thế giới thôi. Và ngay đó, các bạn nghe một tí xíu thôi, như vậy là anh này anh đã ha trực tiếp lên tiếng tham gia vào tổ chức khủng bố, lợi dụng vào câu chuyện thách thức minh tệ để làm những cái sự việc mà chống phá vào cơ quan chức năng chúng ta nha. Nhưng mà cái người này á lại là có cái mối quan hệ rất thân thiết ở trong quá khứ với YouTuber Đinh Lan. Tôi gọi thẳng tên chị luôn đó nha. Chị vào đây chị phản biện chứ nhầm khi tôi cũng không muốn kiếm chuyện với ai cả, nhưng mà chị kiếm chuyện với tôi mọi điều, nhưng mà chị sai rất là nhiều luôn mà chị không thấy mình sai nha. Các bạn thấy nó phát biểu, nó bảo rằng mình không có tự do ngôn luận, không có tự do tôn giáo. À, rồi sao? Chuyển màn hình giùm em cái. À, thì các bạn thấy cái hình avatar, các bạn thấy ai đó? Ha, à, công an Gò Vấp bắt hai chị em Đinh Lan tội gì? Đinh Lan đã trực tiếp trò chuyện với cái nghị viên Nam Quang này. Mà các bạn thấy, rõ ràng là anh này anh có những lời lẽ vu khống, ha, à, xúc phạm cơ quan chức năng, nè, bôi nhọ, nè, quy chụp vào cơ quan chức năng của chúng ta. Đối với vai trò tôi là một YouTuber Full Game Mobile, tôi phải lên tiếng nói ha để cảnh tỉnh mọi người. Như vậy các bạn thấy rõ ràng là không phải tự nhiên mà YouTuber Đinh Lan cứ tấn công và nhục mạ tôi liên tục như vậy trong thời gian qua ha. Do chị này đã bị tôi phát hiện ra đã có một cái mối quan hệ mập mờ gì đó với nghị viên Nam Quang này. À, để minh chứng cho cái video clip này, tôi mời quý vị và các bạn xem đoạn này như sau. Mời anh chuyển cảnh giùm em. Thứ hai là đây, coi như là bao che cho bộ bạn đó. Bà tôi già 80 tuổi, tôi nói nhắc lại nha, mấy ông nào có nghe cái vụ này á mà muốn kết tội Đinh Thị Lan này á thì tôi nhắc lại. Mẹ các bạn thấy quen không? Nguyễn Thị Khuyên gần 80 tuổi, mẹ tôi nói mẹ tôi là người đứng ra tố cáo tại Trần Anh Tú. Thứ nhất, phóng khách quan liêu, đe dọa, uy hiếp, coi như là giống như ép cung. Trời ơi, coi như thấy chưa? Thì tại con của tôi đang là người bị đánh thương tật 20%, mà tại Trần Anh Tú lại làm sai lệch hồ sơ. Mẹ của tôi là Nguyễn Thị Khuyên tố cáo tại Trần Anh Tú, còn tôi là chỉ là người kể lại câu chuyện. Còn nếu như mà bây giờ bắt đi
Bây giờ nếu mà tôi đi ra ngoài đường thì giàn cảnh xong rồi bắt tôi rồi bắt đầu công bố lên bắt chị Lan về tội 331. 331 chuyện gì? Rõ ràng không anh? Các bạn thấy chị này chỉ phát biểu như vậy có đúng không? Đối với mình là một công dân Việt Nam, mình có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp. Nhưng cái nghĩa vụ của mình là cái gì? Nghĩa vụ của mình là cảnh giác trước mọi thế lực thù địch. Chúng ta tham gia vào mạng xã hội thì trên mạng xã hội người ta cũng có 20 điều, 20 hành vi cấm trên không gian mạng. Mà chị này chị đại giao lưu với nghị viên Nam Quang, một thành phần chuyên môn xuyên tạc vào cơ quan đảng và nhà nước chúng ta trong thời gian qua, thậm chí lợi dụng vào câu chuyện Thích Minh Tuệ ha để mà chống phá. Thì các anh chị nghĩ thử xem cái chị này tội gì nha. Nhưng mà chị này không thấy tội của mình đâu, chị này cứ hễ ai mà nói đụng chạm là chị này xúc phạm, gọi những cái từ mà phải nói là rất là vô văn hóa. Do đó em trên cái clip này nè, em khẳng định với mọi người rằng là với một người Việt Nam, Full Game Mobile kiên quyết chống lại những thành phần phản động, những thành phần mà cơ hội chụp mũ vào cơ quan đảng và nước chúng ta kiên quyết bài trừ nó để chúng ta góp phần xây dựng một cái đất nước Việt Nam xinh đẹp hơn, tốt hơn và người dân bớt khổ hơn các anh chị các bạn ha. Đó thì anh chị thấy rõ ràng là cái chị này trong thời gian qua cứ liên tục, tại sao em không nhắc chị này mà chị này nhắc em hoài, và đặc biệt là trong thời gian này là chị này chỉ có lên tiếng về chị Hằng. Khi mà chị Hằng bị bắt tạm giam và đang thụ án thì chị Hằng chỉ dùng những cái từ gọi chị Hằng là tù nhân này, tù nhân nọ, cũng rất là kém sang, và thậm chí là không phải nói là rất là bất đạo đức các anh chị và các bạn. Do đó thì tôi chiếu lại một lần nữa cho các anh chị và các bạn xem thực tế cái YouTuber Đinh Lan này. Chị này có phải là cái người yêu nước không, hay là chị này cũng là cơ hội lợi dụng vào cái drama chị Hằng để chống phá vào cơ quan chức năng mà bản thân mình sai, mà mình đâu có thấy mình sai đâu các anh chị các bạn. Đó, tôi chiếu lại một lần nữa cho chị xem, chị giao lưu với thành phần phản động như vậy thì tôi hỏi chị yêu nước ở chỗ nào nha. Trong khi thằng Nam Quang này nó đang dùng cái tiếng nói nó để công kích vào cơ quan chức năng, lợi dụng vào cơ quan chức năng, lợi dụng vào câu chuyện thi thức thực bộ hành hạnh đầu đà của Sức Minh Tuệ để chống phá vào cơ quan đại và nhà nước. Hồi nãy tôi đã dẫn chứng cho các bạn xem rồi, tôi không lặp lại nữa nha. Rồi chị hỏi bà rằng là chị tội gì, chị tội gì thì chị phải hỏi luật sư đi, hỏi cơ quan chức năng đi, chứ nhiều khi không có giải thích cho chị được, tại vì cho người chị quá cố chấp với anh chị các bạn. Tôi đang kể lại cái câu chuyện này để cho cộng đồng mà mọi người, những người mà biết cái việc này theo dõi vụ này, vụ Mai Sư Cường thì có nhờ anh Nam Quang rồi, nhưng ngày đó, hôm nay chưa có gái cho chị Lan. Tại sao câu chuyện của Việt Nam không nhờ công an Việt Nam giải quyết mà nhờ thành phần phản động giải quyết? Chị Lan này tối ngày cứ xúc phạm em mãi các anh chị các bạn, cây yên mà gió chẳng chịu ngừng ha. Trong khi đó cơ quan chức năng đang khuyến khích người dân tố cáo tố giác tội phạm, em đề nghị cục an ninh phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an vào xác minh YouTuber Đinh Lan này tại sao lại lên trên mạng giao lưu với thành phần phản động Nam Quang. Em nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý này gấp. Cái clip này không phải em nói chứ cắt ra phát liên tục trong một tháng trời để các chú các anh các chị nhìn rõ cái bộ mặt của chị này. Chứ chị này chỉ sai mà chị tưởng rằng chị đúng không à, chỉ lên chỉ xúc phạm hết người này với người kia các chị các bạn. Trong thời gian qua em nói chị các bạn, em cũng muốn tu tâm dưỡng tánh lại, bớt làm thị phi. Mà các bạn biết cuộc sống mà chúng ta im lặng thì người ta cứ nhào lên, người ta im lặng người ta nhào lên. Thì tôi để xem thôi clip này đến tay các cơ quan chức năng thì họ xử lý chị này như thế nào. Nếu như bây giờ chị của gái tôi bị bắt về cái tội là phạm tội vu khống, cái vụ mà phạm tội vu khống thì tại Trần Tú như thế này nữa, trong cái cuộc nói chuyện đó thì anh Quang biết gì không? Tại Trần Tú bảo khi ba cán bộ của công an quận Gò Vấp điều tra viên có xuống phía Bình Dương nơi cái chỗ mà thôi, chúng ta nghe trích dẫn như vậy được rồi ha, chúng ta không nghe lại những luận đạt xuyên tạc như vậy nữa vào cơ quan chức năng và đồng chí công an tên Tú ha, chúng ta không nghe nữa và chúng ta phải hành động thôi. Hành động bằng cách là chúng ta đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý trên không gian mạng, xử lý cái YouTuber Đinh Lan này để mà cảnh tỉnh cho mọi người, giống như xử lý cái trường hợp của anh Trung ở Long An. Anh ta biết tổ chức Việt Tân
ha, ở nước ngoài là chống phá vào đảng và nhà nước chúng ta. Anh ta chẳng những anh ta không cảnh tỉnh mọi người mà anh ta còn tham gia vào cổ suý như vậy được, thì cái hành động cổ suý của anh ta đã trả giá thì anh ta bắt tạm giam. Còn hành động cổ suý của YouTuber Lan này như thế nào, anh chị và các bạn như thế nào, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này. Tôi thì tôi hết cửa với chị này rồi các chị các bạn, hết cửa rồi, hết lời khuyên rồi các chị các bạn, hết cửa hết lời khuyên rồi. Mà chị này lúc nào cũng muốn tấn công vào Full Game Mobile để mà dập tắt cái tiếng nói của tôi nha, dập tắt cái những cái phản biện nha, nhắm vào những cái thành phần tiêu cực như như cái chị Lan này nha. Em cũng một lần nữa em thiết tha, em đề nghị Cục An ninh Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an vào cuộc xác minh chị này ha, để mà xử lý theo quy định của pháp luật, chứ đừng để khi mà cái vòi bạch tuộc nó kéo dài ra ha. Giống như trường hợp anh Trung trong một mình ảnh, anh còn lập mấy trăm kênh YouTube, mấy trăm kênh Facebook để cho cổ xí cho bên tổ chức khủng bố Việt Tân nữa, Đào Minh Quân làm tổng thống để tan thế nào đó ha, đó là làm rất là nguy hiểm. Ok, rồi thì em cũng xin kết thúc cái clip này. Đã bắt một em tham gia phản động là anh Trung đó, anh Trung ở Long An đó, thì còn một em ở Gò Vấp, thì cơ quan chức năng sẽ làm gì thế nào, chúng ta sẽ chờ đợi trong những bình tin tiếp theo. Tôi cảnh tỉnh và tôi phản đối YouTuber Đinh Lan ha, lên trên không gian mạng cổ xí ủng hộ cho những thành phần phản động như vậy là hành động, là hành động bán nước cầu dinh, là hành động phản động và cần phải xử lý theo quy định pháp luật. Các bạn thấy clip này như thế nào, xin vui lòng để lại bình luận dưới video này. Một lần nữa xin cảm ơn, tạm chào cả nhà. Cả nhà nhớ like, subscribe màu em cả nhà nhé. Bây giờ thì bye bye. Hãy đăng ký kênh để xem những bản tin tiếp theo của mình. Một lần nữa xin tạm chào, bye bye.